Mạng xã hội mấy ngày qua xôn xao trước thông tin ba du khách nước ngoài vào một nhà hàng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ăn 12 kg hải sản các loại. Đến khi tính tiền thì tá quả vì qua đơn thanh toán hơn 8 triệu 700 ngàn đồng. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng nếu bỏ qua vấn đề giá cả niêm yết thì ba người 12 kg, tức là mỗi người gần 4 kg hải sản là quá khó tin. Trong khi trước đó họ vừa ăn tối ở một quán khác, dù việc vừa có diễn biến mới. Theo hóa đơn tính tiền của quán, ghẹ loại 1 có giá 1 triệu 200 ngàn đồng một ký, mực nhái là 950 ngàn đồng một ký. Ngoài ra còn có sò kim cương, nhum biển. Ba vị khách nói rằng họ không được báo giá và cũng không kiểm tra trọng lượng và chỉ ăn chừng rồi gọi. Đến khi tính tiền thì tá quả vì hóa đơn tới gần 12 ký hải sản với số tiền 8 triệu 700 ngàn đồng. Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến kiểm tra làm việc với chủ quán hải sản Nhà Bè trên đường Trần Phú. Tại đây, lực lượng chức năng in sao kê hóa đơn, kiểm tra cân để đối chiếu với nội dung trên mạng xã hội. Qua xác minh, bước đầu không ghi nhận có việc chặt chém. Còn về việc số lượng ăn nhiều hay ít thì đoàn kiểm tra cũng không thể xác định được vì tang vật không còn. Cũng tại buổi làm việc, đại diện đoàn liên ngành đã gọi điện cho chủ tài khoản Facebook LTS để xác nhận lại thông tin đăng trên mạng. Ông S cho biết chủ quán sau đó đến gặp trực tiếp mình và ba du khách nước ngoài để xin lỗi và hai bên giảng hòa với nhau. Chủ tài khoản này cũng gỡ bài đăng liên quan việc tố nhà hàng. Mừng vì đến cuối cùng, sự việc được giải quyết, dĩ hòa phi quý. Nhưng thực tế thì đây không phải lần đầu những lời tố chặt chém xuất hiện. Khi thì dĩa mì xào 200.000 đồng, mà chỉ có mấy lát thịt bò mỏng như lá lúa, lúc là tô cháo giá 400.000 đồng, rồi lại chuyện cua buộc dây, cua tù binh, hơn 2,5 kg cua mà gánh chẳng 1 kg chay bột, kiểu nào cũng có. Nhiều người hẳn còn sốc với hộp mì xào rớ vào là phỏng tay. Một gói mì, rau củ cộng vài miếng thịt bò mỏng như lá lúa, vậy mà có giá 200.000 đồng. Chủ tiệm biện giải đủ thứ, nào là tại xăng tăng, ga tăng, lương nhân viên cũng tăng theo, vân vân và vân vân. Chẳng biết với giá như vậy thì cửa hàng sẽ lời được bao nhiêu. Chỉ biết rằng sau khi lực lượng chức năng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào cuộc kiểm tra, số tiền mà chủ tiệm phải đóng phạt gấp 105 lần hộp mì xào. Nếu nói chuyện chặt chém thì có lẽ hải sản là mặt hàng thường gặp cảnh này nhất. Cách đây không lâu, một tài khoản phản ánh chuyện mua 2 kg ghẹ tại làng chài Mũi Né, Bình Thuận. Tuy nhiên khi về cân lại chỉ còn 1,4 kg. Thực tế tại đây cũng từng bị phản ánh về tình trạng cân thiếu. Có người mua 4 kg mực nhưng về chỉ còn hơn phân nửa. Sau đó, đoàn công tác liên ngành kiểm tra 15 hộ kinh doanh, buôn bán và phát hiện 13 trong tổng số 19 chiếc cân không đảm bảo quy chuẩn, chênh lệch từ 300 đến 700 gram. Thủ đoạn gian lận nhiều khi cũng bị du khách vạch trần tại chỗ. Tại Bà Rịa, Vũng Tàu, du khách bất ngờ khi thấy 30 con ốc hương mà nặng đến 2,7 kg. Xin nghi, anh kiểm tra thì tá quả khi thấy chai nước suối nửa lít nặng tới 1,2 kg. Hay trước đó là chuyện mua con cua được khuyến mãi nguyên cao mưa, rồi tới đòn chả 200 gram giá 70.000 đồng. Thế nhưng khi về đến nhà cắt ra thì thấy bên trong hơn một nửa là lá,